tự thôi hả? Dạ chị, cái bóng nước muối em ơi.
sau đây tôi gửi này. Thank you.
dai. Bộ ăn ly về đi em. Hà xong chưa hả? Ấy là Hà bao lâu nữa xong? Sạc kia tư dưỡng không thấy đâu nhỉ, à đây nhỉ, sạc nó phải đóng tiền nó à, chắc thì kiểu vậy chắc khách óp à, mà răng đi mà ai ai lấy, có ai lấy không, không tìm thấy đấy thì cũng thấy, ý là có ai đụng vô cái cục sạc nó không, hỏi thử. Không ai đụng vô mà mắc ông ta mà coi camera người ta. Để chị hỏi, chị hỏi xong đã.
Để rồi chị coi lại camera thôi. Ta mà đi người ta đăng lên trên đó luôn. Ai mà vô bơ. Cục sạc của máy nó có đụng vô. Quay ngang này thì là biết này, không quay quay ngang nó chuyển ngang lên ngang xuống được. Không biết là biết không. Sau bây giờ con đường mới để nó thì tôi đọc là sẽ biết chân là không chuyển. Thì cần chỉ những cái chỗ mà còn máy đi nữa, còn lên cái máy. Như thế là chỉ là bảo mình. Mà cái góc nó hình như camera không thấy được mới đau. Gặp nào chị? Góc nó cục sạc. Ấn tay được à? Hình như. Nhưng mà ý là buổi Không không sáng thấy, mà buổi trưa không thấy à? hôm đó là em xuống là thấy con bé kia nó cầm cái sạc, nó sạc của họ sao họ đi về họ phải ra hay là nó đổi Hay là nó đổi cục sạc của mình để cái cục sạc nó lại đó kìa. sau đó nó lại có sạc bảo vệ tiếp. Ý là có một cục sạc mà ở đây à? Hôm đó là có không nghĩa là Không còn có, nó không phải của nhà nữa em. Có vậy hai cục không mà hôm qua có hai cục luôn mà không. buổi Còn cục kia là nó để nó cầm sạc của nó. Nó ai xong cắm là cũng nè, được đừng bao giờ ai cho khách đụng vô chỗ nó nghe. không biết là ai cầm được giờ đâu phải thấy cầm Ý là từ phải có người ngồi đó thì mình nói, nhưng mà thôi vì sao là đừng có cắm không kêu không có cho nó chắc đi mày. Mày đó, họ lấy nhiều người họ lấy điện thoại cái họ có quen á họ rút luôn á, nhiều khi không phải là họ trộm mà họ cứ kỹ của họ á.
ngã về một ngày. Họ khánh. Đấy hả? Đấy là này à? Không xa. Được có đi. Cũng xa. Đi lên đi về. Nguy hiểm. Đây hả? Muốn đi về à? Không có ai, chị không có đụng vô. Không một ai đụng vô luôn hả? Khách có ai nhờ sạc không? Hôm qua đã có một người về sạc đó. Thì em xuống ngôi đó. Nhưng mà còn sạc khác của họ cảm hối. Mình là không thấy. Mà lúc nó đã không thấy rồi. Xuống xuống đó họ cầm sạc của họ mới rồi. Đỡ đi. Bực mình ghê quá. Tối nên làm rảnh coi camera. Lúc mà em không thấy, em thấy với lại em thấy là lúc mấy giờ, mấy giờ? Thì em xuống nó chắc hơn 2 giờ rồi. Em ngủ cho. Buổi sáng là thấy. Buổi sáng thấy. Em xuống là chị đi rồi. Chị đi xa rồi đúng không? Thì hơn 2 giờ, 2 giờ đó rồi. Chị đi là 2 giờ. Sơn tải mới đang quẹt góc bạn. Có hai cái gì. Không thấy được cục.
nhất là mô đây mà quay mà cũng liệt nữa chứ. Ê, lệ huệ mà ngầu quay mà còn mệt nữa. Còn hay quay liên tục trong 100 năm ra năm này đâu có đâu. Hay là nói ngồi quay là sống ngồi quay được nó khác gì luôn. Ừ. Lâu phải kẹo xương. Hãy subscribe.